Chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với Đầu tư ENK và đây là video nằm trong chuỗi các video về kiến thức đầu tư cơ bản của chúng tôi. Benjamin Graham là cha đẻ của phương pháp đầu tư giá trị và cũng là người đã đặt những viên gạch đầu tiên cho phong cách đầu tư của Warren Buffett. Trong suốt những năm đầu sự nghiệp, Warren Buffett gần như là phiên bản thứ hai của Benjamin khi ông tuyệt đối trung thành với phương pháp mua cổ phiếu của những doanh nghiệp nhỏ đang gặp trục trặc và được giao dịch ở mức giá hời. Nhưng tới năm 1960, Buffett đã đọc một quyển sách làm thay đổi phong cách đầu tư của ông ấy mãi mãi. Quyển sách có tên là Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường, được viết bởi tác giả Philip Fisher. Warren Buffett ngưỡng mộ Fisher tới mức đã thừa nhận rằng phong cách đầu tư của tôi đơn giản là 85% từ Benjamin Graham và 15% còn lại là của Philip Fisher. Chúng ta hãy cùng Đầu tư ENK tìm hiểu xem phương pháp lựa chọn cổ phiếu của người đàn ông này có gì đặc biệt mà đã khiến Buffett phải thay đổi cả quan điểm đầu tư của mình như vậy nhé. Tiêu chí thứ nhất, liệu công ty có những sản phẩm và dịch vụ đủ tiềm năng để tăng trưởng doanh thu trong vài năm tới hay không? Kết quả hoạt động kinh doanh thu được từ việc kiểm soát tốt chi phí có thể tạo ra được sự tăng trưởng lợi nhuận thuần của công ty để đẩy thị giá công ty lên. Cách tìm kiếm lợi nhuận như vậy trên thị trường chứng khoán được rất nhiều nhà đầu cơ hoặc là nhiều người săn cổ phiếu giá rẻ cực kỳ là ưa chuộng. Tuy nhiên, cách đó không đem lại một mức lợi nhuận đủ hấp dẫn với đại đa số nhà đầu tư và trong một số trường hợp còn bị quá đáng. Việc đánh giá doanh thu dài hạn là việc cực kỳ quan trọng đối với các nhà đầu tư. Việc đánh giá thiếu cẩn thận có thể dẫn đến những kết luận sai lầm. Nhà đầu tư nên hiểu rõ về bức tranh tình hình tài chính và cơ hội phát triển trong ngành nghề chủ đạo của doanh nghiệp mình đang nghiên cứu. Tiêu chí thứ hai, tiếp tục đổi mới để tăng doanh thu. Những công ty có triển vọng tăng trưởng trong tương lai 1 đến 2 năm tiếp theo do có nhu cầu mới với các dòng sản phẩm hiện tại đang bán ra thị trường, nhưng mà không có chính sách và chiến lược phát triển tiếp thì chỉ thường mang lại một khoản lợi nhuận một lần. Những công ty như thế về sau thường không có khả năng thu được lợi nhuận bền vững trong một thời gian dài. Muốn đạt được sự tăng trưởng bền vững, các công ty cần nghiên cứu khoa học và phát triển kỹ thuật hay còn gọi là R&D. Từ đó, công ty mới có thể cải tiến hay là nâng cấp sản phẩm cũ và phát triển các sản phẩm mới chất lượng hơn. Theo cách hiểu đó, một ban lãnh đạo tuyệt vời là những người có thể nhìn rõ vấn đề về tăng trưởng, thực chất chính là liên tục phát triển. Tiêu chí thứ ba, chú trọng đến nghiên cứu và phát triển của công ty. Fisher cho rằng, các thước đo thường lấy như là chi phí nghiên cứu trên báo cáo tài chính hoặc là số lượng nhân viên nghiên cứu đều là những chỉ dẫn rất là sơ sài. Ông khuyên chúng ta nên đào sâu tìm hiểu và tốt nhất nên trao đổi với các nhóm nghiên cứu hoặc là với công ty đối thủ và các chuyên gia ở trong ngành đó. Hãy tìm hiểu xem các chu kỳ kinh doanh trước đây, việc nghiên cứu đã mang lại lợi nhuận cho công ty như thế nào. Tiêu chí thứ tư, cách tổ chức bán hàng của công ty hiện tại đã hiệu quả hay là chưa? Trong thời kỳ 4.0 hiện nay, chỉ có một số ít những sản phẩm và dịch vụ của một vài công ty thực sự gây được tiếng vang lớn. Sản phẩm của họ luôn được bán rất mạnh tại những thị trường tiềm năng. Thường thì điều này có là nhờ đội ngũ marketing và bán hàng của doanh nghiệp. Việc đẩy mạnh bán hàng là hoạt động cơ bản nhất của các doanh nghiệp. Hoạt động marketing lặp đi lặp lại nhằm mang lại sự thỏa mãn nhất cho các khách hàng là chuẩn mực đầu tiên để tiến tới thành công. Tuy nhiên, hiệu quả nổi bật của các hoạt động marketing và bán hàng này mang lại nhờ vào quảng cáo hay là tổ chức phân phối hàng hóa lại nhận được ít sự quan tâm từ phía các nhà đầu tư. Thậm chí, với các nhà đầu tư cẩn trọng, còn ít hơn so với việc là việc nghiên cứu về việc sản xuất, tài chính hoặc là những hoạt động ngoài lề khác. Tiêu chí thứ 5, biên lợi nhuận của công ty có cao không? Đây là một chủ đề được giới tài chính coi như là xương sống của các quyết định đầu tư bền vững. Trên quan điểm của nhà đầu tư, doanh thu chỉ có giá trị khi mà làm tăng lợi nhuận. Doanh thu tăng không có nghĩa là lợi nhuận sẽ tăng lên tương ứng. Bước đầu tiên để xác định lợi nhuận là nghiên cứu biên lợi nhuận của công ty, tức là xác định lợi nhuận hoạt động kinh doanh có được từ doanh thu. Nên tiến hành bước nghiên cứu này không chỉ trong một năm mà là nhiều năm. Trong thời kỳ thịnh vượng khác thường của ngành, hầu hết các công ty đều có biên lợi nhuận cao hơn. Chúng ta hiểu được rằng biên lợi nhuận cao là do năng lực cạnh tranh của công ty chứ không đến từ những lợi thế nhất thời. Tiêu chí thứ 6, công ty đang làm gì để duy trì hoặc là cải thiện biên lợi nhuận? Thành công của việc đầu tư một cổ phiếu của một doanh nghiệp nào đó không phụ thuộc vào những thông tin nói chung về doanh nghiệp tại thời điểm mua, mà dựa vào những gì sẽ xảy ra sau khi mà cổ phiếu đã được mua. Do đó, biên lợi nhuận trong tương lai mới đóng vai trò quan trọng đối với cả nhà đầu tư. Theo thời gian, có rất nhiều thứ tác động tới lợi nhuận của công ty, như tiền lương tăng lên theo từng năm kéo theo giá nguyên vật liệu đầu vào tăng lên. Cùng với đó là tiền thuê đất và thuế ngày càng tăng lên. Trong bối cảnh đó,
chỉ có số ít công ty may mắn có thể gia tăng giá bán để bù đắp vào lợi nhuận. Còn lại, Fisher khuyên chúng ta phải tìm kiếm những công ty liên tục có những biện pháp độc đáo để tăng năng suất và giảm chi phí. Và vừa rồi là phần 1 của video 15 tiêu chí lựa chọn cổ phiếu tăng trưởng. Hy vọng rằng những kiến thức mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp cho bạn có những kinh nghiệm quý báu trong quá trình trau dồi kiến thức về đầu tư và tìm được cho mình một phương pháp đầu tư phù hợp với bản thân mình. Phần 2 của video này sẽ nói rõ thêm về các tiêu chí còn lại theo quan điểm của Philip Fisher trong quá trình mà ông nghiên cứu về các doanh nghiệp để đầu tư. Để tìm hiểu thêm về các kênh đầu tư và để liên kết làm việc hợp tác với đầu tư ENK, hãy đăng ký theo các đường link mà chúng tôi để ở dưới phần mô tả video hoặc liên hệ với chúng tôi qua hotline và email đang hiện trên màn hình. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Đừng quên like, share và đăng ký kênh nếu như những thông tin chúng tôi chia sẻ thực sự là hữu ích.